Hello, Hoàng xin chào cả nhà nha. Đây là một cái bộ tay khách trở lại sau khoảng 2-3 tuần để review lại nha mọi người. Đây là cách của mình fill đây. Fill thì mình sẽ fill nguyên một móng luôn nha mọi người. Vì khu của Hoàng làm người khách rất là thích dày luôn. Đó, khách trở lại sau 2 tuần, 2-3 tuần gì đó, móng không bị gãy nha. Fill thì mình sẽ fill hô nguyên móng luôn nha mọi người. Đó. Fill nguyên móng thôi, giống như là bộ mới gì đó. Thì nếu mà fill kiểu này thì mình sẽ lấy thêm người khách khoảng 50 đồng gì đó, tùy tùy các bạn thôi, tùy mỗi khu hoặc là tùy các bạn là lấy giá của khách, deal với khách làm sao thì mọi người deal thôi. Fill vậy thì nó sẽ đẹp hơn nè. Nhiều khi lúc mà mình bào treo cái lớp ở trên mọi người thì mình bào nó bị giống như lỗ hở, bị lúng lúng vậy á, thì mình lúc mà mình fill lên giống vậy nè thì nó sẽ smooth hơn. Thì lúc mà mình sơn treo lên á thì nó không có bị gập gồ nha. Đó, chút nữa mình dụ nó cũng đỡ cực cho mình đó mọi người, mà nó giống y chang bộ mới luôn. Fill xong là người khách rất là thích luôn nha cả nhà. Đó, fill hết luôn. Cái này rất là nhanh luôn mọi người, mình làm rất là nhanh. Chút nữa mình vũ, mình chỉ cần vũ trên cuticle thôi. Vì ở trên mặt móng á, không cần vũ trên mặt móng nha. Trên mặt móng rất là smooth rồi. Đó, kéo hết luôn. Kéo ra khoảng 9 phần sắp tới đầu móng là mình sẽ đập nhẹ xuống một cái. Đó, có dính cái cục đó là mình lại phải lấy ra liền nha mọi người. Nhiều khi người khách sơn clipping á, thì chút nữa nó thấy cái cục đó trong thì không có đẹp nha. Rồi, fill chỉ cần 1 phút mấy, 2 phút là xong một bài nha mọi người. Rồi mình bỏ vô máy liền. Bỏ vô máy cho nó khô. Sau khi khô, trong thời gian mình fill bên đây, tại vì mình fill rất là nhanh mọi người, một phút mấy là xong một bài nha. Rồi là mình qua bên kia mình vũa liền luôn, là nó khô mình vũa liền. Ok. Đó, thường thường mà khách vô fill là Hoàng sẽ fill móng short nail hay là medium long gì á là Hoàng đều fill hôn hôn móng luôn nha cả nhà. Đó, đẩy sát lên kêu cầu luôn. Fill kiểu kiểu này móng rất là chắc nha cả nhà, mà giống như bộ mới luôn. Mình sẽ lấy khách thêm 50 đồng nữa. Đó, đẩy sát kia còn luôn. Bột này bột thường thì mình làm rất là dễ luôn mọi người. Đó, kéo ra khoảng 8-9 phần là mình đập mỏng xuống, là bột nó tự động, nó đang ướt không mọi người, là tự động bột nó xuống tờ giấy hết à. Mình khỏi cần chấn chấn make it square hay sao hết. Tại shape nó có sẵn rồi mọi người, bột nó có sẵn rồi, mình chỉ cần đi đi một đi over cover một lớp mỏng thôi là nó giống như bộ y chang bộ mới à. Chút nữa mình vũ đỡ cực cho mình đó mọi người, mà người khách lại thích nữa nha. Đó. Rồi đó, mọi người thấy đơn giản không, nhanh không? Fill hai bàn chỉ có 3 phút mấy thôi. Bây giờ thời gian vũ nè. Đó, bây giờ mình vũa phải bỏ vô máy nha mọi người, để mình vũa cho nó khô liền. Mình vũa lẹ, mình khỏi cần chờ đợi mọi người. Nhiều khi mình không bỏ vô máy á, thì mình phải đợi 1-2 phút sau rồi mình mới vũa được, thì rất là mất thời gian cho mình luôn. Mình làm để chạy khách, để mình làm khách khác mà, nên mình phải cần cái kỹ thuật mình nhanh hơn một chút nha mọi người. Cái tay của mình nó sẽ điêu luyện hơn thì nó làm nó sẽ được nhanh hơn. Ai mà thích cái quay này của mình á thì mọi người có thể giống như là mình đổi cách làm của mình mọi người. Đổi cách làm giống như là mình làm từ từ hay là mình vũ xếp sao mình đổi đi. Mình làm nhanh hơn chút xíu thì từ từ mình mỗi ngày mình nhanh hơn chút xíu và từ từ nó quen, nó thành một thói quen thì nó sẽ vũ nó nhanh hơn nha. Chứ không có ai mới đầu mà mình làm nhanh, mình làm lẹ, mình làm giỏi được đâu. Mình phải tập, mình phải rèn luyện mỗi ngày nha cả nhà. Có nhiều bạn hỏi Hoàng ơi, xem mấy clip của Hoàng rồi có làm
nhanh, có làm giỏi giống như Hoàng không. Thì xem á, nó cũng ảnh hưởng, nói chung mình nó ảnh hưởng mọi người. Quan trọng là các khiếu của mình á, mình tập, mình phải tập luyện. Mình nhiều người nào mà có khiếu mọi người, nó thì coi sơ qua hay là làm sơ sơ qua từ từ á, là học rất là nhanh nha mọi người, học rất là nhanh luôn. Còn mình mà không có khiếu hoặc là mình làm mình chưa có điêu luyện á, thì mình học chậm hơn chút xíu, nhưng mà mình vẫn cố gắng, mình học vẫn cố gắng xem clip của Hoàng mỗi ngày, thì mình cái tay nghề mình từ từ nó lên chứ mọi người, nó lên chứ. Đó, cứ xem clip mỗi ngày rồi mình một ngày mình rèn luyện một chút chút chút, nó thành sẽ thành một cái thói quen nha mọi người. Thì từ 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 cái cách của mọi người làm nó cũng giống như cái cách của mình làm, y chang giống như này nè. Rồi từ từ mình làm cho cái tay mình, sau khi quen rồi á, quen cái cách này mình làm rồi á, thì mình từ từ mình sẽ làm nhanh hơn nha. Rồi bóp phật sơ sơ nha cả nhà. Wow, hôm nay ở đây hơi ồn chút xíu nha, cả nhà thông cảm nha. Toàn đi đâu cũng toàn tiếng nhạc không mọi người. Mấy cái tiệm này xung quanh á, là xung quanh là tiệm nail của Hoàng làm, là tiệm cắt tóc này nọ mọi người, nên dân chơi ở đây ai cũng dân chơi hết, nên ai cũng bật nhạc hết. Rồi dũa nha, để lên dũa, chổng cái tay người khách lên, lúc nào cũng chổng cái tay người khách lên dũa, đỡ mỏi tay mọi người, mà nó re-square luôn. Đó, dũa sơ sơ bóp ra, bóp cái tay của người khách ra, cho bột nó lòi ra rồi mình dũa sơ sơ vô. Cái cây dũa này mọi người thấy không, nó còn đen, cái độ nhám nó rất là nhám luôn, nên mình dũa nương tay nha. Nếu mà cái khu của Hoàng làm thì khách tay, cái da của khách dày thì mình dũa được nhanh như vậy, nhưng mà nếu mà những cái khu khác mọi người, khu ba màu chẳng hạn, rồi mình mà dũa kiểu này là đứt tay khách, nên mình phải cần dũa cái cây dũa nó đỡ nhám chút xíu, rồi mình hãy dũa nhanh nha. Đó, dũa ôm vô cho nó skin, nó narrow nha mọi người, square nhưng mà nó narrow thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, dũa vô rất là đơn giản thôi nha cả nhà. Đó, bóp cái tay của người khách ra rồi mình dũa vô. Mấy bữa nay cũng thay đổi thời tiết mọi người, cũng hơi cảm chút xíu, mà cũng cố gắng thu âm cho mọi người xem, cái giọng nó hơi khàn khàn chút xíu, mọi người thông cảm nha cả nhà. Đó, dũa dưới, chổng cái tay của người khách lên mình dũa dưới nha. Tuy không có dính bột nhưng mà vẫn dũa dưới nha mọi người. Rồi bây giờ mình chạy máy ở trên nè, chạy sơ sơ trên cubicle nha. Đó, chạy máy thì cái tay mình cũng phải phải làm cho nó nhanh nha mọi người. Thì có nhiều bạn hỏi cái máy này mình mua ở đâu, thì hồi xưa cái máy này nó có bán ở ngoài chỗ nail supply mọi người, mấy cái nail supply thì nó có bán. Còn bây giờ thì đó, vũ trên kia cò thì vũ sơ sơ thôi nha mọi người. Đó, vũ cho nó ôm cua qua luôn nha. Đó, bóp ra, bóp cái khóe nó ra nha mọi người. Đó, bây giờ mình sau khi mình chạy máy xong, mình sẽ vũ xếp sơ sơ lại nha mọi người. Đó, vũ xếp sơ sơ rồi mình bóp phờ lên, là rồi mình cho khách đi rửa tay, rồi mình sơn nữa là xong nha. Đó, cả nhà xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Hoàng phát triển hơn nha. Hoàng cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người. Bye bye mọi người.